Con muốn lấy cây đinh ba không? Cây đinh ba nè. Chứ rễ bự không? Đừng gặp mặn á, đừng giờ. Không biết không có chạy con ơi. Không biết không có chạy. Cú đi cứ hả? Mít đi vô không con? Ở đây có nhìn mấy bạn kim con. Cao lên để nhìn mấy bạn kim. Beautiful day. Chim kìa. Thằng này nó. Nè, chim, chim. Đây chim, chim còn thêm không? Dạ đây. Dạ ơi, cảm ơn.
ngồi trắng bóng không? Chưa luôn. Chú khô đúng không? Dạ chú xếp mà chứ không phải xếp nhà. Em biết nữa. Rồi rồi. Ồ. Kìa cá sấu khổng lồ đó. Ăn nhiều tập luyện nhiều. Ô cái nhiều bay. Đâu rồi ta? Đúng không? Ừ. Cá sấu kìa. Cá sấu con kìa, thấy con sấu con chưa? Con thấy chưa? Có mới đẻ nó. Có vài hạt cơ. Có mấy hạt cơ mà trong đây à. Dưới đây, mình chưa chùi xong. Cái sấu kìa, thấy nhiều con cá sấu không? Được cầm ba bông lên tay không? Cái này đỡ bông đây. Đâu, đừng có bông bé đây. Ừ, cái này. Cái gì? Trồng xuống hả? Rồi vô bao. Cái sấu không? Cầm câu đi. Nè. Cho nó ăn luôn đi, đừng có nhây nữa. Dừng lại cho đang nè con, coi đây nè con. Anh thả xuống cho nó gặm đi. Đây nè, dừng lại nè, thấy không? Có cổng câu hả? Không. Bây giờ nó gặm luôn rồi. Gặm luôn rồi sao? Giờ sao anh? Rồi, xong rồi. Cái loại đó là cái loại xăng mà làm nước là nó tới liền. Tập bổng là bạn nước cái dữ á. Anh là nó mới lại.
hai con luôn kìa. Thả xuống cho nó ăn. Anh Nhân nè, thả xuống đi. Thôi được rồi anh. Xong rồi. Xong rồi hả? Rồi. Đã không? Chào. Lên vô vị trí nè. Lẹo quá. Gì vậy con? Chị người ở đây luôn hả chị? Anh lỡ Kiên Giang, sao thấy đây Kiên Giang hả? Cái thuyền nào Kiên Giang thôi. Được quay không? Được. Giờ này còn dơ không kìa. Có rắn không? Rắn á. À hiếm hả? À chơi gieo, à đây con giới đeo nè đó. Ồ. Mấy cái bình đỏ hơn đúng không? Đỏ hơn nhiều nè, em đang quay phim nè. Quá đẹp luôn. Wow, quá trời luôn rồi, thấy không? Bây giờ nó treo lên á.
cái này gọi là cái gì đây? Cái đứa cơ. Yên tĩnh ha. Sao đúng không?